Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Hôm nay tôi sẽ làm video này để hướng dẫn cho bà con và các bạn về cái kỹ thuật cũng như cái cách mà chúng ta có thể đặt những cái bọng ong, về cái kỹ thuật nuôi ong. Xin mời bà con cùng theo dõi. Nhà mình thì thường là rất hay sử dụng mật ong các bạn ạ. Thế là mình muốn nuôi lấy một bọng để mình lấy mật mình ăn, mình không phải đi mua. Mà mình thấy là việc nuôi ong cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Việc nuôi ong cũng rất là đơn giản thôi, cũng không khó khăn gì hết. Đây các bạn, đây là cái bọng ong nhà mình. Đây là bọng ong nhà mình các bạn ạ. Đây, rất là đơn giản thôi. Mình thì cũng nuôi có một hai bọng thôi trong vườn, để chỉ yếu là lấy mật để dùng trong gia đình chứ không phải đi mua thôi. Hơn nữa là mình muốn tự mình nuôi, tại vì mình không muốn mua cái mật ở ngoài, tại vì thường là mật ở ngoài thì đa số là dân người ta cho ăn đường rất là nhiều, hoặc là người ta pha mật, như thế sẽ giảm cái chất lượng mật. Nên là đa số là nhà mình là dùng mật mình nuôi 100%, là mình để cho ong đi ăn bằng thức ăn tự nhiên nên rất là tốt. Đây các bạn. Đây. Đây. Đây là ong bên cái ong quân bên trong rất là đông các bạn ạ. Việc nuôi ong rất là đơn giản thôi, chủ yếu là chúng ta phải đặt những cái khu vườn mà nó có nhiều cây hoặc là nhiều hoa để cho ong có thể đi hút được nhiều mật. Và một cái cách mà chúng ta để cái bọng ong này là chúng ta nên để những cái chỗ mà thoáng nha các bạn. Thoáng, đây là mình để cái chỗ này rất là thoáng này, thấy chưa? Không được để, hơn là cái chân á, cái chân mà để chúng ta có thể là chống cho kiến vào thì chúng ta nên dùng như thế này các bạn. Đây, chúng ta nên nên bổ nước vào trong một cái loại như thế này bạn nhé, để cho chống việc kiến có thể bò được vào này. Nếu mà kiến mà bò vào thì có thể là nó sẽ ong sẽ đi hết các bạn, nên chúng ta rất phải cẩn thận. Chúng ta tùy từng cái thời gian mà chúng ta có thể quay được mật, có thể là 1 tháng hoặc là 2 tháng, tùy từng cái thời điểm. Nhưng mà thời điểm mà tháng 2, tháng 3 là rất là nhiều mật, tại vì cái thời điểm mới làm hoa rất là nhiều, đặc biệt là hoa nhãn, hoa vải rất là nhiều mật,